chiều nay mới chớm sao thưa, bỗng dưng vọng tiếng mẹ ru bời bời. Tiếng ru lay động đất trời, gửi cây thông đứng đỉnh đồi thiên thai. Thi phẩm Nhớ Cố Hương, tác giả Trương Minh Đức, qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sa. Bóng hình của